Nôm chân hai bông ổn ní cắt về nhắm ông mà cả nát hai phụ mớ miền rốt chết chứng anh miền tên nên miền chết sợ đại đây bông tìa prai hay nâng sợ đại bay sạch chrúc đông miền rốt chết chứng anh miền tên bông ổn trăm có vịt nôm xóm chrúc có bộ môi khắp bóng bóng one bag of split mung bean. I'm going to wash until the water look clear and soak overnight. Nhi ha sợ đáy chứ bóng bóng sợ đáy để kê bóng bạc bọ sợ bọ rùi hào á. Lớn ní chương liên ai tức nâng to tại thla dân trăm tục mà chụp. Ok, the mung bean has been washed about 6 times until the water look clear, and then I'm going to soak overnight. And this is the sticky rice, gluten rice, has been washed and going to be soaked overnight. Nên liêng tức vì sao thấy vô mà trăm tục mà chụp á bóng bồn. Nên sẽ chụp bấy chuẩn đó bọn bọn tùm dỡ trên bị tu mấy về nơi riêng cọn tỉnh tịch. Bạn ta ở đấy bạn lạc tụng mà dục hay dỡ ta đã không tu tới vì chỗ cường đôi khi nè. This is a pork belly. It is still slightly frozen, but it's okay. I'm going to marinate and then keep in refrigerator overnight. Lần này khi ông nâng rai ra prap bì rương cường bà lạ sạch sạch chụp bay chón. This is the seasoning to marinate the pork belly. So I'm going to start off with MSG. Just a little sprinkle of MSG. Bì chén. Skor sò. Sugar. Black pepper. Mrịch. Five clove of garlic, ketum so bong paon, ketum so phai pram kapuk hai nang masao sup sanh muan. This is a chicken powder. We're gonna smash them in a mortar and going to marinate the pork belly. Add a little bit of salt, sea salt. Half teaspoon of sugar, a teaspoon of chicken bouillon, and a touch of MSG. Okay, so nay sa chrup nay han ruoy ya bong paon sa chrup bay chuan mai na han ruoy hai ya la nay chua ma palak chap ram palak ve hai da hong tu ma chup. So this is how I slice the pork belly. And I'm going to marinate with the seasoning. Okay, this is how I'm gonna marinate with the seasoning right here. Và lại mình chơi mà bông phố này vô sạch chụp ní. Vô màu và lại đừng tập bào này cái ná. Ôi sạch. Ôi ô. Cường. Okay, so lạ rồi chứ này bông phổn. Okay, I just finished put saran wrap over it and this ready to go into refrigerator overnight. If for wrapping, it's gonna wash and blanch with water, hot water. Water is boiling, so I'm gonna blanch the banana leaf for a few minutes, so that way when you wrap, it won't crack. It is nice and soft for you to manage the wrapping. Lần này dân chập đàm lê cường có mong bồn còn ấy trầm dụng mình hay là lần liên tục sạt hay đã ở về sọt tức ni sần đáy trầm dụng mình ở lớn liêng sát hai lượng nước nhung vịt lì bông tia prai
hay nâng sần đại sần đại đầy khá sần đại đầy nó nhâm tinh cái chọp bóng ồn hay nhâm vô máu ngào và hai chìa pram nè tì ngào cái pram nè tì đam mê ở vị ớt chiết sập bọ nâng á dùng bọ sập bọ vía tứ về nơi sau khá đai bàn tay ớt lục vi nhé bùi dương ngào bàn pram nè tì hay khi nhâm nâng bật lạng đồn cầu ní đồn sọ ní chú mùi nâng cò hay nâng bầu. Ok, the rice has been soaked overnight, wash and clean. Split mung bean, wash and clean, ready to go. I'm gonna add some salted egg yolk, boiled peanuts. This is the peanut I bought from the grocery store. You boil for about 5 minutes to remove the skin. And fresh shredded coconut, I'm going to mix with the rice. Okay, just pour it in. And I'm going to add a half tablespoon of sea salt. Just sprinkle like so. And now I'm going to mix. Okay, this is the process. Got all the ingredients together and ready to wrap. Nè, kruong bong paon mean slug jade. Slug jade nhóm cắt hai liêng tật hai sọc tật đáu ở cái tuần. Còn ý liêng kruong bánh nhóm bong paon. Egg. Boiled peanut and marinated pork belly. So all these ingredients are ready to be wrapped. You need a plate, string, a scissor, and you need two rubber band. I will show you in a minute. Ôn là lớn đấy nhầm đặt sập chế bày tròn á mong phải ôn hay nhầm ăn vịt nôm nôm về pe rồi thông pe nhầm vịt là mô mà sản độc nhầm đặt là chăn crock pot lớn đấy vịt bày tròn á sập chế sập bố sập độc này chẳng là vịt bày tròn cả ăn ấy đây hay là mỗi vì cà phê có mọi tật châu phong ấy nhâm đặt có cái lá khắp rì máu hay dân rì được khnía rì sợi đại được khnía máu rì ơi smile đừng có mà nó chọn đặt sợi đại trang đặt sợi đại tích ấy tam chùm non chùm nấu chật bóng và ôn tê hay lời đấy nhâm đặt sợi chuột đặt sợi chuột trong đặt đồng tụi đồng thông ấy sẽ là chật đó nè cho miếng khoanh ok đã sẽ chụp hai nhưng đã sẽ đại đấy rồi tịnh tịnh máu sẽ đại đấy nhưng mặt lê trá này còn lê đặt lần snow tịnh tịnh đó nè hay nâng bông tiên ý đặt triệp việc bày cọp máu để nhầm phục về chụp pi mà nhớ chọn đặt tầng mũ cái đặt tới bông phaôn sợi tới chặt ok sợi đấy nó mà dân chọn liền nó không có cái bán đây bàn tay lại nhặt lại cái ắt chỗ chặt nhầm à lời nấy nhầm đặt rồi sợi thay một cái lớn tích ok hai lớn tịnh máu hai đặng có rồi ở chật ok dương đặng sai bỏ nâng cầm chàn chai máu nơi lơ chàn chai máu nâng cầm sạc á dương tục tròn hay rồi hay dương bọt về ở
Nên mà bọn con nhầm thả vịt tu chứ là vịt thông á nè. Bọn ấy dương ai sẽ rơi tam năng tiệt. Ok, rồi hãy dương chọn về sân đó nha. Chọn làm bây dương sân nọc bọt. Bọt nè nùm xòm. Chọn về cầm oi xâm lập mục. Thế rồi hãy dương bọt khang này sân máu. Ok, bọn mà chỉ hiên sân. Hãy dương chập bắt đám. Thôi khang này mà nhức nhâm chân tôi cắt thiêng sập chết nằm bây giờ mà rục về ai về hạp á. Ai về hạp lọ. Hãy nhâm thêm còn tí tiết. Rồi hãy dương đặt rục về ở này nó bằng phổn hay dân cạch dân cạch cạch cái tôi với bằng phổn nhóm mình nè sơ bà cài mà này ta nhóm nhóm riêng á nhóm riêng vịt ok fold it it's gonna take a while to practice but you're going to be okay. So this is how I fold mine, like this, like a pigtail. So this is the signal that say it's made from pork. This is what I learned when I was young, back in the day in Cambodia with my grandma. And now I'm gonna use the elastic band to secure first before I tie it, and I'm going to the next ends and just kind of lightly, slightly shake it down and add a tablespoon of rice and use the banana stalk to push it down to make sure it's nice and even. You have to be patient in order to make this cake. And this cake remind me of my childhood, my grandparents, my parent. So you have to be patient. And it doesn't have to look perfect, but practice make it look nice. So whatever you do, just be patient and practice. Okay, that's the other end. And I'm going to secure with the rubber band again, just to make sure it stays. Okay, and then I'm just gonna tap it to make it look even and tie it with the string. I'm gonna start with the first end. Make sure your string is long enough. So I'm gonna go with this like this. And turn. Okay, and remove the rubber band. I have the string here, and you go with the other end. Okay, make sure I don't wrap over the rubber band. Okay, let's see, forgot.
Okay, and then remove the rubber band and you're gonna stab a few more here. The more string you tie, the better it is to secure and then to prevent from water going into the cake. So I'm gonna start. Untie the middle string. Start in the middle. Okay. Okay, bọn con. Chọn chứ, chọn ăn bán xa đấy, bàn tay bên này nó. Okay, bọn con ở lâu này chọn bán buồn hói. Nên nôm mà xóm chụp nhóm nhóm vịt miền là cả tôi chế, đôi cả tôi chụp chẳng á. Anh ấn xin nhá, xâm qua tha nôm mà xóm chụp. Bọn bọt cả tôi với anh ấn bán này tha mà xóm chế. Bàn tay ở lâu khi mà đăng ký vịt là biếm mấy, anh ấy khi nhóm riêng tàm. Chân đoàn đàm cho mùi dây tạc nhằm lại quạt thlọm vết quạt prạm chẳng á. Ok, rồi cho rõ hai bông bóng nôm mà xóm chút. Practice. This is the rice cake, sticky rice cake with pork bellies and mung bean and salted egg yolk. It's all done, 6 cups all together, but this one is special, so I make it different. I try to make it square, but it's kind of round. So it's going to, in a pot, boil it for 3 to 4 hours. Ok, chân hơi. Nôm mà xóm ní, chân rụi hơi.